Rồi chào anh em ha, hôm nay em lên cái clip năm cái máy bãi chưa dọn nè. Này em mồi xăng nổ hết rồi nha. Giá trên video là em báo giá chưa dọn, anh em nào muốn dọn thì cộng giùm em 200 ha. Cái này em báo giá chi tiết từng cái cho anh em coi. Đây em tên Minh Hoài nha. Số điện thoại của em 0961088776. YouTube là Hoài Mini, anh em thấy hay cho em xin nút like ha. Như cái chuông đăng ký kênh. Thường thường em ra clip khoảng 6 giờ chiều anh em. Anh em theo dõi có gì ủng hộ giùm em ha. Rồi em quay chi tiết mấy cái máy cho anh em coi cái. Rồi em quay vô chi tiết ha. Bắt đầu từ con máy số 1 nè. Máy này là máy Komatsu. Giật trợ lực ha. 22cc, 23cc gì đó. Để 22 nè. Này là Kubota luôn nha. Đời Kubota. Cơm này là đỉnh lắm anh em. Bình xăng ra ngang luôn ha. Đây cần kẹp gì đầy đủ. Ở đây nó để K22 chắc 22cc ha. Chén đồ đầy đủ ha. Lần ok. Máy này còn xăng luôn nè anh em. Đó anh em mua mấy cái máy này xài khỏi phải lo luôn. Còn xăng Nhật sóng sánh luôn nè anh em. Anh em nào nói em dối lừa gì thì về mình mở cái nắp bình xăng rồi mình hửi là biết anh em. Cái mùi xăng Nhật nó khác với mùi xăng Việt Nam. Cái này nó hôi lắm. Nó đen đen tím tím ha. À, còn xăng Việt Nam nè, đỏ đỏ nè. Rồi em giật cho anh em coi ha. Giật chạy luôn anh em ơi, khỏi gì hết trơn. Có bô e nó he xè xè vậy ha. Ấp cái bô e vô là im nè. Đó. Rồi máy này 1.150.000. Anh em mua liên hệ em ha, chụp ảnh màn hình. Nói anh lấy cái máy này nè Hoài ơi gì đó. Bình xăng ra ngang luôn ha, quanh rồ nè. Kéo nhẹ là chạy. Quá đã. Rồi 1.150.000 ha. Tới con máy tiếp theo Echo đời Kyoric. Máy này mới cực kỳ nghe nè. Em nói chung mua máy lửa thôi. Máy là đẹp đẹp em mới lấy. Bình xăng trắng tươi ha. Ở đây có hơi cắn gì đó một xíu nè. Nó hơi găng nè. Nhưng mà nó không có lủng nha. Đó thì em thật thà em mới nói gì thôi. Em mua bán có sao nói vậy, anh em thương thì em cảm ơn ha. Đó. Có nhiều anh em thích em chỗ đó thì em cũng gán phát huy. Có sao em nói vậy. Rồi, anh em mua ủng hộ em ha. Giá 1.200.000. Cái này nó nứt thôi chứ không phải là lủng xì gì nghe anh em. Nó hơi găng thôi, tại cái góc này nó hay va chạm nè. Đó. Máy bãi ha. Cái này cũng 23cc luôn. Máy này đời cao á. Rồi ha, cái số điện thoại em đây 0961088776. Anh em muốn mua thì liên hệ em ha. Cây này tay ra bóp luôn nè anh em. Tay ra bóp xịn xò luôn. Gài bóp gì tùm lum chứ. Có cái đồ che che nó này hoành tráng. Cái lắp nó hơi cong xíu ha, nó hơi móp đây xíu nè. Chắc không ảnh hưởng gì đâu anh em. Để bãi nó đè nhau máy còn đẹp ha. Đó bình xăng trắng tươi nè. Rồi 1.200.000 máy này cũng 23cc luôn mà nhìn cái tướng nó bự hơn cơm nè. Cơm cũng 23-22 gì mà nhỏ gọn này bự cho bá. Rồi mồi xăng nổ ha anh em, giật trợ lực luôn nha. Trợ lực nha. Rồi. Tới tiếp theo. Shindewa Shock 231. Cái này 23cc ha. Bình xăng le đỏ luôn nè. Con này giá 1.100.000.
ba lô hơi xấu à. Thế nữa em coi không biết còn này không, còn thì em tặng, không còn thôi ha anh em. Rồi cần lắp đầy đủ ha. Có thiếu cái tay cầm với cái chắn cỏ ha. Có sao em bán vậy, còn anh em nào vui vẻ thì em tặng cho luôn, tặng tay cầm nghe, cái chắn cỏ em hết rồi, nhiều khi hết đồ nè, chắn cỏ em hết nè. Rồi mồi xăng nổ con này nha, 1,1 triệu nha anh em, con số 3. Cái này cũng giật trợ lực luôn nha. Rồi giật trợ lực luôn. Xin đây qua 231. Còn đó ao nha, đẹp. Máy đẹp, giật trợ lực. Rồi, tiếp theo Komatsu 26. Máy hệ nha anh em, made in Japan nè. Cái này chỗ em đang bơm nước lúa bởi vì nó hơi ồn ào nghe nè, anh em thông cảm xíu. Bình xăng này bình xăng chảy nha. Rồi để mồi xăng cho anh em coi. Rồi này 1,4 triệu nha. Cái bình xăng này bể nè, để em bù anh em cái bình xăng khác. Đây bù anh em cái bình xăng này ha, về để vô đó. Bình xăng này cũng mới cáo luôn. Cái này là bù cho nè, bù cho cái bình bể này ha. Bình xăng mua máy bãi thì nó bể thường xuyên anh em ơi. Cái này thì em có thì em bù ha, cái nào không có thì em nói không có thôi, anh em thông cảm giùm nha. Cái nào có thì em bù cho. Còn mấy cục thun này nữa nè, nó sức nè, rồi em bù cho luôn ha. Hôm em mới mua được mớ thun. Rồi tiếp theo tới con máy Hitachi 33 này ha. Máy này bữa hổm em bán 1,6 triệu nè. Rồi có mấy anh khách hỏi chần chừ hoài rồi. Rồi cái nến hình luôn nè. Bây giờ em bán 1,5 triệu nha. Bán xã anh em mua ủng hộ em ha. Cần lắp đầy đủ, cần thẳng tum gời luôn, tum gời tum lớn nè. Đó, có gì mình muốn lấy cái đầu này mình xài chuyện gì đó thì mình xài tum gời nó cũng dễ ha. Đó, máy cũng còn ok, ốc ác đẹp nè. Rồi để mồi xăng nổ cho anh em coi ha. Máy này em có tháo ra kiểm tra nòng rồi nghe anh em, nòng đẹp, không có sọc xước nha. Bữa hổm tại vì anh khách kia kêu em kiểm tra, rồi em tháo ra kiểm tra lum cho người, anh không mua, buồn luôn. Bởi vì nhiều khi em bán em hay nói hoài, anh em có gì dứt khoát giùm em cho nó dễ, chứ không phải em khó khăn gì mà cái nào ra đó. Tại vì không phải mình anh một người mua, tại có người này muốn mua, người kia không muốn mua gì đó. Rồi nhiều khi anh em hỏi chơi chơi nó mất thời gian của nhau á, vậy ha. Anh em nào mua thì quyết đoán giùm em, con này 1,5 triệu em bao ship cho luôn đó, coi như còn cỡ 1,4 triệu rồi ha. 1,5 triệu em bao ship luôn nha. Máy lớn 33cc, bình xăng chảy từ trên chảy xuống như xe Honda mình vậy đó. Về tự dọn giùm em ha, em bán cái giá này là tự dọn. Còn muốn em dọn thì cộng giùm em 200.000 vô em dọn cho ngon lành. Đó, rồi, dọn rửa ngon lành sạch sẽ ha. Máy này là máy thứ 5 nha anh em. Này số 4 này, này thứ 5. 1,5 triệu bao ship, máy 33 Hitachi nha anh em. Cầm lè nè. Đó, máy lớn Hitachi 33. Cần này nó hơi ngắn ngắn ha. Cần thẳng nó như vậy đó. Nguyên con nguyên kiện hết, nói chung cái nào ra đó nè. Đồ đạc máy cắt cỏ này chứ không phải đồ xe Honda đâu mà lô lô rồi ha. Cái này cái nào sao bán em bán vậy, chứ không phải lục đồ em cũng đâu có bán phụ tùng đâu mà lục chia nè. Cái đó nói là em gõ thông cảm giùm em ha.
để hỏi nhiều mất thời gian nhau. Rồi con máy số 5 này 1,5 triệu em bao ship. Con máy số 4 này 1,4 triệu ha. Rồi xăng nổ rồi. Cái gì cái bình xăng này thì em tặng bình xăng khác, còn cục thun này thì em tặng cho cục thun. Rồi. Cái này xin đây qua 231,1 triệu. Cái này nó cũ cũ, khi nào em coi có thì em tặng cho, không có thì thôi nha anh em, thông cảm giùm em. Rồi xăng nổ hết rồi nha, cái này giật chịu lực luôn. Cái này Echo 23. Cái này cũng giật chịu lực luôn. Rồi xăng nổ hết rồi nha, trắng tươi. Ốc ác nè anh em. Máy này đâu có xài bao nhiêu đâu, máy đời mới. Rồi hàng cơm này còn xăng nhật luôn. Giật nổ luôn. Giá 1,150,000, cơm 23, 22 gì đó. Dòng này là xài máy cắt cỏ nhỏ 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 là đỉnh luôn anh em. Rồi anh em mua nào thì liên hệ số điện thoại em ha, hoặc là Zalo em nè, 0961088776. Em quay clip em cũng cố gắng nó lớn cho anh em rồi ha, tại vì nhiều khi cái điện thoại em hay gì đó, em nói là em kê sát cái micro luôn á, thứ đều nước miếng nó muốn dằn vô điện thoại luôn á nè. Rồi anh em nào mua thì liên hệ giùm em ha, tên với số điện thoại em đây. Rồi cũng gửi lời cảm ơn tới anh em ủng hộ em luôn ha, clip nào em cũng cảm ơn anh em hết, ai mua em đều cảm ơn. Rồi anh em nhanh lẹ thì em còn thích nữa, anh em nào chốt thì liên hệ giùm em ha. Rồi chào anh em. Giờ em lên clip thường là tầm 6 giờ chiều ha, anh em theo dõi khoảng giờ đó coi coi ủng hộ giùm em. Rồi em cảm ơn luôn, chào anh em nha.